Trong nỗ lực ngăn chặn dịch Zika đang lây lan, Peru đã tiến hành xông khói các trạm dừng service ở khắp cả nước vì lo ngại hành khách từ Venezuela và Colombia có thể mang virus đến. Ngôi trường đại học nằm tại vùng Ancash của Peru là một trong những khu vực mới đây được chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Zika bằng cách xông khói đuổi mũi những trạm xe buýt bận rộn nhất của thủ đô Lima cũng được xong khói. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng vận động những chiến dịch nâng cao cảnh giác của các nhà vận hành xe đi qua các quốc gia đang bùng phát dịch như Colombia, Ecuador hay Venezuela. Mũi vằn là nguyên nhân chính lây lan virus Zika. Đây cũng là loài mũi gây ra bệnh sốt xuất huyết, sốt phát ban và sốt da vàng. Những người đi lại trong khu vực có dịch và những vùng lân cận bày tỏ bức xúc trước công tác phòng chống dịch Zika hiện vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Tại Venezuela, người ta không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chính phủ thì chỉ tập trung vào các vấn đề như chính trị, truyền thông mà không chú ý đến các vấn đề sức khỏe. Chỉ có 80% người dân quan tâm đến dịch Zika. Tuần trước, Peru xác nhận một ca nhiễm Zika đầu tiên, bệnh nhân là người đàn ông Venezuela đang sống tại Lima đã từng đến Colombia. Vì vậy, hiện tại Peru đang rất lo ngại những trường hợp bệnh tương tự sẽ xảy ra nếu người dân Peru đi đến các nước lân cận.